lâu mà không được gặp gỡ mọi người thì Thư Hiền. Hôm nay live stream để chia sẻ những cái thông tin máy thật, máy giả, những cái điều bổ ích cho cả nhà nha. Em ơi, xem thử chúng chị là đã có tương tác chị em ha. Có chưa? Có tương tác rồi ha. Rồi bây giờ thì trước đợi mọi người đông đông một chút thì bây giờ mọi người không biết là có những câu hỏi gì Mai sẽ chia sẻ với cả nhà. Và đầu tiên thì Mai xin phép được thông báo là ngày 25 tháng 11 này vào lúc 10 giờ sáng tại 158A Võ Thị Sáu, quận 3 sẽ có cái chương trình ngày hội chăm sóc sắc đẹp toàn diện với sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nhật, rồi tiến sĩ bác sĩ Tài sẽ chia sẻ với chúng ta những cái thông tin rất là hữu ích cho cả nhà. Chào Minh Minh. Và những cái thông tin ví dụ như tiến sĩ bác sĩ Nhật thì rất là nổi tiếng về tế bào sinh học, rồi tiến sĩ bác sĩ Tài thì là tiến sĩ bác sĩ về phẫu thuật thẩm mỹ và có giấy phép của Bộ Y tế tại Việt Nam để có thể chia sẻ với chúng ta những cái thông tin hữu ích về vấn đề làm đẹp, hay là nếu như chúng ta muốn có những cái thay đổi trên gương mặt của chúng ta, và đặc biệt là sẽ chia sẻ những thông tin về gọi là làm đẹp mà không xâm lấn, có nghĩa là làm đẹp mà chúng ta hoàn toàn không dùng đến dao kéo, không dùng phun gây chảy máu, an toàn, không cần nghỉ dưỡng. Rồi xin chào Nhung. Tiến sĩ bác sĩ Tài là tiến sĩ bác sĩ mà lần trước thì Mai cũng live stream cho cả nhà khi mà Mai đang ở Israel, có nghĩa là nước Do Thái á. Thì tiến sĩ bác sĩ là top 10 của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Do Thái, và chuyên về nâng ngực hay là về căng da mặt hay là hút mỡ. Bây giờ thì đầu tiên thì Mai cũng chia sẻ với cả nhà chúng ta, vì Mai cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi, những cái thắc mắc của nhiều khán giả hay là nhiều khách hàng về vấn đề là thế nào là tiếp thật, thế nào là tiếp giả, thế nào là máy thật, thế nào là máy giả. Bởi vì hiện giờ trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những cái vấn đề máy móc mà thật ra là về giả mạo, nên mọi người cũng rất là lo. Thực ra thì chúng ta thấy được rồi đó, ngay cả vấn đề ăn uống đó Mai cũng rất là phải cẩn thận. Người trong nhà của Mai vừa rồi là vừa ăn nấm thôi mà cũng bị ói ra máu luôn. Đầu tiên là cứ sợ là không biết là bị ung thư đường ruột hay có vấn đề gì, thì sau đó phát hiện ra là ăn nấm thôi. Là nhiều khi ngày hôm nay khi mà trong cái quá trình mà chúng ta trồng hay là chúng ta nuôi, thì chúng ta lại cho nhiều người thì lại cho những cái sản phẩm hóa học vào để giúp cho tăng năng suất, giúp cho giữ được cái thời gian bảo quản lâu, nhưng mà vô hình chung thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì không chỉ trong những cái ngành ẩm thực hay là trong những cái ngành rồi ngay cả những cái ngành về y tế cũng vậy nữa, cũng sẽ có những cái vấn đề mà máy thật máy giả nó hơi làm cho chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, nếu không thì chúng ta cũng sẽ bị tiền mất tật mang. Đầu tiên thì Mai cũng chia sẻ một chút về thấy Văn Tony cũng đặt câu hỏi là khi dùng thế nào thì máy thật máy giả, sợ máy Trung Quốc quá chị ơi. Rồi Mỹ Linh cũng đặt câu hỏi, thì thôi bây giờ Mai cũng trả lời từ từ chút nha. Đúng, máy Trung Quốc nhiều lắm, để Mai đưa cho mọi người xem một cái những cái thông tin thế nào chúng ta phân biệt. Vì nhiều khi Mai đi những cái hội chợ mà gọi là được tổ chức một cách minh bạch luôn, mà máy Trung Quốc vẫn ngang nhiên được bày bán trong một cái cửa hàng có cả Utharapy, cả Thema cùng bán chung, mà trên nguyên tắc là không bao giờ, giống như là hãng Toyota
là cái hãng của Toyota hay là hãng Mercedes thì họ sẽ không có bán chung các sản phẩm với nhau, thì không thể nào mà U-Therapy của hãng Merck mà trước đây là của tập đoàn U-Therapy sau đó chuyển giao, hay là Themas lại có thể là của Sonta lại có thể là đứng chung với nhau, cái đó là khó lắm, không bao giờ. Thành ra là nhiều khi chúng ta thấy như vậy là chúng ta biết, và chưa kể là nếu như mấy thật bây giờ đôi khi nhìn nó rất là giống nhau. Đầu tiên thì Mai nói về Thema trước nha. Đây, như mọi người thấy đây là một cái máy mà có hình chữ Thema. Mọi người thấy không? Đây là cái máy không thật. Một tí nữa thì Mai sẽ cho mọi người thấy cái máy thật như thế nào. Rồi đây cũng là một cái chữ Thema. Nhưng mà mọi người thấy là cái hình dáng với... đây, mọi người thấy cái hình Thema đây. Thì mọi người thấy là cái máy này nó khác với cái hình dáng máy Thema đầu tiên mà Mai vừa mới chia sẻ đúng không ạ? Rồi, và tiếp theo một cái máy Thema khác rất là, Mai thấy rất là giống. Thì đằng sau mở ra thì cũng có bông sen, cũng Sonta, cũng logo của Themas rất là giống. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây thì không có bình làm lạnh này. Chúng ta thấy ở đây nó chỉ mở ra, nó chỉ là một cái bình trống. Trong lúc máy thật thì thì khi chúng ta mở nắp ra thì chúng ta thấy có cái bình làm lạnh. Mọi người thấy không ạ? Đó. Thì tại sao lại trong máy nó có bình làm lạnh? Bởi vì cái nhiệt độ của Thema U-Therapy nó rất là cao, nó lên tới 50, 60, 70 độ. Mà với cái độ cao như vậy á, thì sẽ làm cho bỏng da khách. Nhưng mà phải cao như vậy thì mới kích thích được những cái sợi collagen và elastin, những cái sợi mà thậm chí đã ngủ yên rồi mà có thể tái sinh trở lại, thì với cái nhiệt độ đó mới có thể tác động được. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng ở cái nhiệt độ đó trên bề mặt da thì da chúng ta bỏng, phải không ạ? Do đó là chúng ta phải có cái bình làm lạnh để làm sao cho mát trên bề mặt, mà chỉ sóng nó chỉ đi sâu ở cái lớp thượng bì, trung bì, hạ bì dưới da thôi, để kích thích collagen, kích thích elastin. Như vậy những cái máy giả mà không có bình làm lạnh thì chuyện gì xảy ra? Nếu như nhiệt độ mà lên tới độ cao như Mai vừa chia sẻ thì bỏng da. Mà nếu như không bỏng da thì có nghĩa là nhiệt độ không đủ để tăng collagen và tăng elastin. Như vậy là chúng ta đang làm gió, có nghĩa là chúng ta điều trị chúng ta bỏ số tiền ra nhưng mà hiệu quả thì không có. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta có thể chú ý về cái vấn đề về máy. Rồi điều thứ hai nữa là chúng ta chú ý, nhưng mà thực ra cái này thì công nhận là mọi người cũng công nhận đây là một cái mà Mai miêu tả thôi. Bởi vì thực ra khi mà mở nắp ra thì chúng ta cũng không phải là kỹ sư, chúng ta cũng không phải là nhà kỹ thuật để chúng ta có thể hiểu được rằng phải mở cái nắp ra rồi phải mở cả cái máy ra để coi ở bên trong thì rõ ràng là cũng không phải là dễ dàng. Thì nhưng mà thành ra mọi người hay nói cái câu là người mua lầm chứ người bán không bao giờ lầm. Người bán biết rằng tôi đang bán cái gì. Do đó là ít nhất thì thôi thì Mai cũng chia sẻ một chút để cho cả nhà chúng ta hiểu. Và chúng ta cũng có thể dựa trên một số cái thông tin khác, ví dụ như là sau thông tin của chuyển giao công nghệ. Ví dụ như ở đây thì tại BB thì có cái này, mọi người thấy là có cái thư chuyển giao đó, thư chuyển giao công nghệ chính hãng thì bị chuyển giao cho đơn vị BB với những cái công nghệ Themas của chính hãng chuyển giao cho BB. Và chưa hết, chúng ta sẽ thấy được rằng là các bác sĩ phải có giấy phép đã được chuyển giao do Themas cung cấp, có nghĩa là đã được học, đã được chuyển giao để điều trị đúng. Bởi vì thực ra máy thật, đầu tiết thật, nhưng mà nếu chúng ta làm không đúng cũng không có đạt hiệu quả cao. Giống như chúng ta có cái điện thoại, chúng ta có cái máy computer mà chúng ta không biết cách dùng, không biết vào Word, không biết vào Excel, thì như vậy chúng ta cũng phí cái máy đi vì sẽ không đạt được cái hiệu quả tối đa để sử dụng đó. Thì đó là những cái tiêu chí mà chúng ta cần quan tâm. Và tiêu chí thứ hai cũng quan trọng, đó là tiêu chí đầu tiên mày nói về máy nha. Tiêu chí thứ hai thì mày nói về đầu tiếp. Đầu tiếp thì cũng rất là quan trọng, bởi vì thực ra Trung Quốc cũng rất là hay một cái là họ sản xuất đầu tiết giả nhưng mà lại tích hợp được với máy thật, thì cũng có
có những đơn vị họ có thể họ có máy thành thật nhưng mà cái đầu tiếp thì không có thật. Do đó là chúng ta sẽ phải để ý đầu tiếp. Ví dụ như đối với đầu tiếp thì chúng ta có những đầu tiếp dành cho mắt, đầu tiếp dành cho mặt, tương ứng 1.200 shot hoặc 450 shot. Thì ở đây có cái số series, có số code, có số series, có mã vạch để chúng ta có thể chúng ta scan vào. Và mỗi một khách khi mà điều trị xong thì một cái đầu tiếp này là thuộc cái khách đó, có nghĩa là bởi vì một cái đầu tiếp này chỉ xài được cho một khách thôi. Chính vì vậy mà giá thành cũng tương đối cao một chút, là bởi vì không được tái sử dụng. Và mỗi khách sẽ có một cái số series riêng biệt, và khi chúng ta lên trang web của chính hãng, chúng ta đưa cái số series đó ra thì sẽ đầu tiếp thật đó, thì sẽ scan ra chữ là congratulations, có nghĩa là chúc mừng, đây là đầu tiếp thật đó. Rồi sẽ có cái nem tiêm phong này, một cái tem được niêm phong. Dạ, chúng ta thấy rất là rõ. Đây, cả nhà chúng ta thấy có rõ không ạ? Dạ, đó. Thì và khi chúng ta mở ra thì đầu tiếp vẫn còn có cái trong bao, vẫn trong có seal và có số series, cũng như là chúng ta thấy là có cái tem niêm phong. Chúng ta an toàn là đây là đầu tiếp thật. Vậy là máy thật, đầu tiếp thật. Hoặc là đối với Utherapy cũng vậy, bởi vì Utherapy thì cũng bị giả rất là nhiều, bởi vì Utherapy thì máy thật với máy giả thì nó chênh nhau quá nhiều. Cả nhà có thể tưởng tượng được rằng là một đĩa thịt bò mà tươi mà thật từ bò. Nhiều khi máy nói ví dụ như giá, máy nói một nôm na đi, giá 1 đồng, 2 đồng đi, mà một cái đĩa thịt bò mà nhập từ Trung Quốc về mà để bao nhiêu năm rồi cho hóa học vô, giá nó rẻ, nó chỉ có khoảng độ là nửa đồng hoặc là hoặc rẻ hơn nữa đi, nhưng mà nó cũng chỉ chênh nhau chừng vài chừng một chút, một gấp đôi. Nhưng mà đối với công nghệ có khi nó chênh nhau tới phải nói là hàng trăm lần. Có những cái công nghệ mà máy thật nó lên tới vài tỷ, và máy giả thì nó chỉ có chừng vài chục triệu, là 1-2 ngàn đô thôi. Nó chênh nhau quá nhiều lần, nên chính vì vậy mà đây là bài toán cho những người mà đầu tư. Bởi vì thực ra nếu mà mua một cái dàn máy, máy hay đặt câu hỏi với mọi người, ngay cả đối với những em mà cộng sự với BB, nếu như trong tay nếu mà bỏ một cái dàn máy mua tất cả thì cũng phải khoảng 30 tỷ đi. Thì sẽ có hai giải pháp cho em. Một là em bỏ 30 tỷ để mua toàn bộ một dàn máy thật, mày nói với lại các em nhân viên. Hai là các bạn sẽ dùng 30 tỷ đó, các bạn sẽ mua một cái căn, một cái nhà biệt thự 29 tỷ và 29,5 tỷ, còn lại 500 triệu mua một dàn máy y như vậy của Trung Quốc, thì các bạn sẽ chọn cái gì? Vì đừng quên được rằng là mua 30 tỷ cho một dàn máy thì nếu như chúng ta thành công thì chúng ta có thể lấy lại vốn, còn nếu không thành công thì 30 tỷ đó chúng ta bán lại không ai mua cái máy. Chúng ta mua thì đắt mà chúng ta bán thì rất là khó. Cũng giống như là quần áo hay là một cái túi hay là đôi giày, chúng ta mua có thể đắt nhưng khi chúng ta bán lại thì chưa chắc ai đã mua. Thì mọi người suy nghĩ thử xem, mua 30 tỷ máy thật thành công thì tốt, mà không thành công thì chúng ta không thu được, chúng ta mất trắng 30 tỷ. Còn nếu chúng ta mua bỏ 29 tỷ 500 chúng ta mua miếng đất, thì miếng đất đó hay căn biệt thự đó sau này nó sẽ lên 40 tỷ, 50 tỷ, và chúng ta bỏ 500 triệu để mua máy giả. Và nếu chúng ta không thành công chúng ta chỉ mất có 500 triệu thôi, còn nếu chúng ta thành công thì chúng ta có lời. Thì hầu như 99,9% thậm chí chắc 100% mọi người trả lời thôi em mua máy giả, em mua cái biệt thự em mua các căn hộ. Bởi vì để mới nói được rằng là có thể có 30 tỷ chúng ta có trong tay đó, nhưng mà vấn đề đầu tư chúng ta cân nhắc. Bởi vì những nhà đầu tư thật sự là phải yêu công việc này, có tâm mới sẵn sàng hy sinh là bỏ một số tiền ra để mua một dàn máy đầy đủ, máy thật hết, để chăm sóc cho khách hàng cũng như là chăm sóc cho chính bản thân mình. Đó, thì Mai cũng chia sẻ, chứ cũng không phải là nhiều nhà đầu tư họ cũng có tiền, nhưng mà một cái số tiền cũng khá lớn như vậy thì cũng phải có cái sự cân nhắc. Rồi quay trở lại đối với công nghệ Utherapy, công nghệ thêm mát hay Utherapy thì đều xuất xứ, đều được FDA công nhận, đều được được xuất xứ từ Hoa Kỳ. Nhưng mà Utherapy thì ra đời sau cái thêm mát, và Utherapy với thêm mát thì đều có hiệu quả như nhau, nhưng mà Utherapy thì nó đi chuyên về cơ, còn thêm mát thì đi chuyên về collagen và elastin. Và Utherapy thì lại có cái đầu là 3.0mm là để có thể giúp cho tăng collagen, tăng elastin. Do đó là thường tùy, nếu ai mà gương mặt nhỏ một chút mà không muốn nhỏ nữa thì chúng ta có thể làm thêm mát.
Thêm Max bây giờ thì có loại thêm Max đời mới, sau này thì có thêm Max CBT hay thêm Max Flex. Thêm Max Flex thì giá nó gấp đôi thêm Max CBT vì hiệu quả, vì thực ra hiệu quả thì nó như nhau, nhưng mà thêm Max Flex thì nó giúp cho chúng ta rút ngắn thời gian làm sẽ nhanh hơn, không mất nhiều thời gian như thêm Max bình thường, mất khoảng độ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, nhưng mà thêm Max Flex thì sẽ nhanh hơn khoảng độ 30-40%, thì cũng tiết kiệm được thời gian cho chúng ta, nhưng mà bù lại thì cái giá nó gấp đôi so với lại cái thêm Max CBT. Thì tùy chúng ta cân nhắc thôi, nếu chúng ta quá bận rộn thì chúng ta có thể làm thêm Max Flex, và nếu chúng ta cũng không đến nỗi bận rộn mà chúng ta muốn tiết kiệm chi phí thì chúng ta có thể làm sử dụng thêm Max CBT, nhưng mà hiệu quả thì như nhau là giúp tăng collagen, tăng elastin, nhưng không có làm cho gương mặt của chúng ta nhỏ quá, vì nhiều người không thích gương mặt nhỏ. Nhưng ngược lại đối với Utherapy thì ai mà gương mặt lớn muốn nhỏ lại thì chúng ta có thể sử dụng Utherapy. Nên là tùy thuộc vào gương mặt và chúng ta có thể lựa chọn công nghệ nào đó để điều trị. Và chưa hết, thậm chí là trong một gương mặt chúng ta có thể phối hợp. Ví dụ như gương mặt phần trán chúng ta hõm rồi, chúng ta không muốn hõm nữa thì chúng ta có thể dùng công nghệ thêm mask. Còn đối với Utherapy chúng ta sử dụng công nghệ má, để má chúng ta hóp lại. Có nghĩa là chúng ta sẽ điêu khắc trên gương mặt tùy thuộc vào cái phần này chúng ta muốn nhỏ. Cứ tóm lại, muốn nhỏ thì Utherapy, muốn không nhỏ mà vẫn tăng collagen thì chúng ta có thể sử dụng công nghệ thêm mask. Mai Hương mình chia sẻ với chúng ta. Và tiếp theo thì Mai nói thế nào là phân biệt chúng ta công nghệ thêm Utherapy giả và thật. Thì đối với công nghệ Utherapy cũng như vậy, cũng như Mai cũng vừa chia sẻ, cũng phải mở bên trong ra mới biết được. Thì cái này cũng hơi khó cho chúng ta. Thì thôi thì Mai nói về vấn đề giấy phép đi ha. Thì ví dụ như đối với Utherapy thì thường là sẽ có đơn vị nào mua máy chính hãng cũng có giấy chuyển giao công nghệ. Đây, như cả nhà cũng thấy ở đây, BB cũng được chuyển giao công nghệ Utherapy chính hãng. Rồi điểm thứ hai nữa là chúng ta phải coi đến vấn đề là các bác sĩ có được cái giấy chứng nhận của Utherapy hay không. Đây là Utherapy chứng nhận cho bác sĩ của BB đã qua một cái khóa để đúng cái protocol, cái phác đồ điều trị cho chúng ta. Và chưa hết, đó là mới là bác sĩ biết sử dụng cái máy này thôi, cũng giống như là chúng ta đi học một khóa Excel thì đơn vị Excel sẽ cung cấp cho chúng ta, hay là cái công ty tổ chức sẽ cung cấp cho chúng ta cái giấy chứng nhận là chúng ta đã biết sử dụng Excel. Nhưng mà liệu chúng ta là có bằng đại học hay không thì cái này chúng ta phải dựa vào bằng cấp của bác sĩ nữa. Ví dụ như nếu mà bằng cấp bác sĩ thì là như chúng ta thấy ở đây là phải có giấy phép hành nghề. Đấy, như tại BB chúng ta ví dụ, ngay cả bác sĩ nước ngoài BB cũng đã có những giấy phép hành nghề cho bác sĩ do Bộ Y tế cấp. Thì cái giấy phép này mới xác nhận đây là bác sĩ. Và cái chứng chỉ thì có nghĩa là giống như là chúng ta tốt nghiệp đại học là rồi, và chúng ta học Excel hay học Windows, Windows gì đó, thì cái đơn vị đó cung cấp chúng ta chứng nhận là chúng ta đã được học Windows, Windows vân vân. Thì chúng ta cần phải lưu ý những cái điểm như vậy. Rồi chưa hết, nếu như đơn vị đó mà có những vấn đề về xâm lấn thì chúng ta phải xem là cái đơn vị đó có giấy phép phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Đó, thì chúng ta cũng cần lưu ý một số điểm. Mọi người thấy cũng hơi phức tạp một chút, nhưng bởi vì cái số tiền nó cũng hơi nhiều, một cái dịch vụ nó cũng hơi đắt. Nhưng mà chia sẻ đó, những nhà đầu tư một như Mai nói chia sẻ, hoặc là bỏ 30 tỷ ra mua một dàn máy, hoặc bỏ 500 triệu ra mua tất cả các dàn máy, thậm chí chưa đến 500 triệu mà chưa hết, đầu tiếp thật và giả cũng còn chênh nhau kinh khủng khiếp. Một đầu tiếp thật lên đến mấy chục triệu giá vốn, nhưng mà đầu tiếp giả thì chỉ có chừng vài trăm ngàn, cứ chênh nhau khủng khiếp như vậy. Nên đôi khi chúng ta, nên rất là nhiều người sẽ phải cân nhắc, hoặc là chúng ta có một căn biệt thự và ăn chắc mặc bền sau này sẽ lên giá, hoặc là chúng ta bỏ hết tất cả tiền, tất cả vốn liếng là đầu tư máy móc và cũng chưa biết rằng tương lai sẽ về đâu, rồi chưa kể còn đổi tiếp còn bao nhiêu thứ nữa. Nên đây là một cái bài toán cũng rất là khó cho những nhà đầu tư. Chỉ những người thật là tâm huyết và uy tín thì mới có thể gọi là đầu tư một cách bài bản. Và tiếp theo nữa là đến với đầu tiếp của Utherapy. Em mua cho chị một đầu tiếp đấy. Đối với Utherapy thì có tích nhiều đầu tiếp lắm nha cả nhà. Cho chị thêm nữa em. Ví
ví dụ như đầu tiếp mà sâu nhất chúng ta thấy là đầu tiếp 4.5. Mọi người thấy cái số 4.5 này, chỉ cái tay ở đây mọi người thấy không ạ? Đấy. Rồi sau đó đến đầu tiếp ba chấm không, mọi người thấy cái chữ 3.0 đây không ạ? Đấy. Rồi 3.0 có hai loại, 3.0 bình thường và 3.0 n. N viết tắt của chữ narrow, nghĩa là nó nhỏ hơn, cái đầu tiếp nó bé hơn, nghĩa là cái đầu tiếp bé hơn so với lại cái tiếp diện của cái đầu tiếp 3.0 bình thường. Chúng ta thấy là một cái đầu tiếp 3.0 bình thường thì cái tiếp diện chỗ này nó lớn hơn này, còn cái đầu tiếp 3.0n nó bé hơn, cái tiếp diện nó bé. Tại sao nó phải bé như vậy? Nó đi vào những cái ngóc, nó đi vào những cái ngóc ngách trên gương mặt, ở bên ngoài chúng ta không phải mặt phẳng mà chúng ta có những cái đường cong, thì chính vì vậy những cái ngóc ngách chúng ta có thể đi 3.0. mà tại sao lại có 4.5 và 3.0? 4.5 có nghĩa là chỉ rõ là đi đến 4.5mm là lớp thượng bì của da, còn 3.0 là đi trên 3.0 là lớp trung bì của da. Rồi, và chúng ta có đầu tiếp là 1.5. Có thể em vẫn cho chị test đầu tiếp nha. Và đầu tiếp 1.5 chúng ta cũng có hai đầu tiếp cũng như vậy, 1.5n và 1.5. Thì 1.5 như vậy là đi đến lớp trên cùng. Da chúng ta có nhiều lớp, đi lớp trên cùng là lớp mà thượng bì để làm bề đẹp trên bề mặt. Thì giống như chúng ta xây một cái nhà cũng vậy đó, chúng ta tưởng tượng là cái nhà chúng ta, cái móng của chúng ta không thể nào chỉ lo cái móng sâu ở dưới, hoặc là chúng ta lo cái móng nông ở trên thì ở phần giữa nó rỗng, cho nên chúng ta có, hoặc là chúng ta chỉ lo phần giữa thôi, còn phần đầu của phần sâu nhất thì chúng ta không lo, thì cái nhà chúng ta không chắc. Cho nên là muốn cho đẹp được bề mặt thì chúng ta sẽ lo từ gốc này, là gọi là lớp hạ bì này, lớp trung bì này, lớp thượng bì này, Rồi Mai ví dụ như một cái đầu tiếp nào, cái cốt đâu em, cái cốt nào, cái máy nào em muốn ăn thử đâu, cho chị xem đấy. Và để muốn xem đầu tiếp thật, đầu tiếp giả, cho chị xem cái cốt. Đây. Ví dụ như đầu tiếp này, bên ngoài cái cốt của nó là số đuôi là 18M07133019. Đây, cả nhà thấy cái cốt Mai để bên trên mọi người thấy không ạ? Đấy, thì sau đó Mai sẽ đưa cái số này vào cái trang web của Utharavi chính hãng. Rồi em bấm chị luôn nha, cho chị đỡ đưa tay. Em bấm đi cho mọi người thôi. Em bấm cái này đi. Em đưa sát với, em đưa với chị bàn tay của em. Em bỏ tay này xuống nha. Em bấm tay của em, em đưa tay em bấm giúp chị. Bấm vô cho mọi người xem. Rồi em bấm chữ OK vô. Thì khi mà chúng ta vào trang web của hãng, chúng ta bấm đúng cái số cốt mà đã được in trên cái bao bì cũng như là bên trong cái sản phẩm đầu tiếp. Thì khi mà chúng ta bấm đưa cái cốt vô, chúng ta bấm Enter. Nếu đầu tiếp thật thì cũng sẽ là cái chữ mà xác nhận là đây là đầu tiếp chính hãng. Còn nếu không thì nó sẽ đây. Khi mà bấm ra thì sẽ ra chữ thank you, your information have been found in our database, có nghĩa là cảm ơn, thông tin của bạn đã được tìm thấy trong cái dữ liệu của chúng tôi. Đây, cả nhà cũng thấy, nếu chúng ta bấm ra thì thấy cái chữ như vậy. Còn nếu như được tiếp sai, ví dụ như em cho em sửa một số thì em cho bất số bất kỳ thì nó sẽ ra một cái chữ khác, thì như vậy là chúng ta sẽ biết được rằng là đầu tiếp này không thật. Nếu mà mình chỉnh sửa bất cứ số nào thì sẽ ra thông tin là sorry, your information have not been found in our database, thì sẽ ra cái chữ như vậy. Cả nhà thấy không ạ? Có nghĩa là xin lỗi, thông tin của đầu tiếp của các bạn đó là chưa tìm thấy trong cái dữ liệu của chúng tôi. Đó. Thì đó là chúng ta đầu tiếp chúng ta cũng phải kiểm tra, và máy của chúng ta cũng kiểm tra. Và tại BB thì đương nhiên là các bác sĩ thì có cái giấy phép hành nghề. Giấy phép hành nghề đó là một chuyện, là một cái điều rất là tốt, quan trọng rồi, máy tốt rồi, đầu tiếp tốt rồi. Còn vấn đề nữa, một cái Utharavi thì xài bao nhiêu, sử dụng bao nhiêu,
Vì đầu tiếp thua Utarapi Thema thì nó chỉ có đầu tiếp 450 và 1.200 cách xài xong là thôi. Còn nhưng mà riêng cái đầu tiếp Utarapi thì một cái đầu tiếp như thế này sẽ có 2.400 lao. Dạ, 2.400 lao cho một đầu tiếp. Và nếu như khách hàng mà có nghĩa là thường cái khách hàng làm chỉ vài trăm like cho đến 1.000 like, mà nếu như xài cho một đầu tiếp duy nhất là 2.400 like, nếu như mày khui cái đầu tiếp ra đi thì như vậy sẽ còn lại, giả sử khách làm 1.000 like đi thì khách sẽ còn 1.400 like, phải không ạ? Đúng không ạ? Mình sẽ cất đi. Nhưng mà như vậy, nhưng mà thực ra như hồi nãy mày chia sẻ, đây là đầu tiếp mới có 4.5 thôi. Nếu như chúng ta chỉ chăm sóc mỗi cái gốc mà không là cái lớp, một cái da chúng ta nhiều lớp và chúng ta chỉ chăm sóc có một lớp thì cái móng ở những cái lớp trên nó rỗng rồi nó cũng sẽ sụp cái nhà của chúng ta. Nó cách nôm na chúng ta có thể hiểu như vậy. Do đó trong 1.000 like thì chúng ta phải theo đúng cái phác đồ. Cho chị xin cái bảng giá cái phác đồ. Cho chị bảng giá phác đồ chúng ta phải tìm. Và nếu như chúng ta điều trị cho đúng thì chúng ta phải kết hợp giữa đầu tiếp 4.5, đầu tiếp 3.0 như hồi nãy Mai có chia sẻ đó, đầu tiếp 3.0 rồi các đầu tiếp 1.5 rồi 1.5N, 3.0N. Thì như vậy năm đầu tiếp chúng ta bỏ ra thì một đầu tiếp 2.400 mà năm đầu tiếp phải 10.000 like. Thì nếu như một đơn vị mà cái lượng khách không đủ, bỏ ra 10.000 like, bóc ra hết, bóc tem ra hết và điều trị cho khách có 1.000 like, vì mỗi thứ một chút 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 cộng lại 1.000 like. Thì như vậy còn lại cái số lượng rất là nhiều. Mà nếu như không đủ khách để mà sử dụng nhanh thì những đầu tiếp này nó cũng giống như mấy con nôm na, giống như chúng ta ăn thịt bò cũng vậy đó. Chúng ta một cái nhà hàng nó mua cái đĩa thịt bò rồi cắt cho chúng ta ăn một ít xong lại bỏ trong tủ lạnh để lâu thì đương nhiên nó cũng ăn được nhưng mà nó không tươi, nó không tốt. Còn trong lúc đó tại BB vì cái lượng khách cũng rất là đông, do đó là BB sẽ khui một hơi rất là nhiều đầu tiếp ra và mỗi đầu khách làm một chút cho đầy đủ để cho đủ móng, nghĩa là đủ cái lớp thượng bì, trung bì, hạ bì của da được can thiệp, được điều trị đúng cái phác đồ chuẩn. Còn số dư còn lại trong ngày bởi vì rất là đông do đó là chúng tôi cũng sử dụng rất là mau với cái số lượng khách đông như vậy. Do đó là thứ nhất là chúng ta nói cách đông ra chúng ta được chăm sóc rất là nhiều đầu tiếp và những đầu tiếp đó là đầu tiếp gọi là đều là mới, do đó là tốt cho cái hiệu quả của chúng ta được tốt hơn. Chứ còn nếu như chúng ta cũng mua đầu tiếp thật, chúng ta cũng mua máy thật nhưng mà vì điều kiện chúng ta khách sẽ không được đông, do đó chúng ta chỉ khui một đầu tiếp hoặc là hai đầu tiếp thôi thì như vậy cũng không đủ để đủ những cái lớp được chăm sóc một cách triệt để. Đấy, thì nãy giờ Mai chia sẻ rất là chi tiết, không biết là cả nhà mình có nhức đầu chưa ạ. Bây giờ Mai sẽ xem những cái cảm ơn cả nhà rất là nhiều, nãy giờ là comment vậy là Mai trả lời cho cả nhà đặt câu hỏi với Mai là thế nào là phân biệt máy thật máy giả, thôi phân biệt đầu tiếp thật phân biệt đầu tiếp giả, rồi bằng cấp, rồi bằng cấp của bác sĩ, bằng cấp những giấy chứng nhận của các hãng, rồi cũng như là khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta phải có kết hợp nhiều đầu tiếp khác nhau bởi vì sẽ đúng cái phác đồ chuẩn của hãng đưa ra. Bởi vì không chỉ nhưng mà hãng người ta sản xuất ra nhiều đầu tiếp, người ta sản xuất ra nhiều đầu tiếp để có lý do sử dụng chứ không phải sản xuất để cho vui. Do đó là vì từng cái gương mặt, từng cái góc của chúng ta mà chúng ta sẽ phải có cái lượng đầu tiếp khác nhau, cũng như từng cái lớp da mà chúng ta phải sử dụng can thiệp những đầu tiếp khác nhau. Utarapi bên mình tầm bao nhiêu tuổi là làm được? Thì đối với thực sự ra Utarapi Linh ơi, trẻ cũng có thể làm được. Nếu như mặt chúng ta mà tròn và chúng ta muốn vi lai mà không hề phẫu thuật thì chúng ta có thể sử dụng những công nghệ này. Đây tại sao mà anh Nhi Bay để cho cả nhà thấy là đây, chúng ta thấy những cái phác đồ điều trị, ví dụ như trên đây là 4.5mm này, chỗ này là 3.0mm này, cả nhà thấy không ạ? Đây là phác đồ chuẩn và những cái màu là có cái điều trị, ví dụ đây là 60 like đi 60 like đi 60 và những cái có màu là những cái phác đồ điều trị. Và đối với lại điều trị những cái vùng như mắt đi thì cả nhà thấy ở đây là 3.0
mm và 1.5 mm, cả nhà thấy không ạ? Đó. Thì có nghĩa là để Mai muốn nói ở đây là bởi vì từng cái vùng khác nhau sẽ có những cái đầu tiếp khác nhau để điều trị cho đến đến đúng các lớp chúng ta cần chăm sóc. Em năm nay 25 tuổi làm thêm ma được chưa chị? Thực ra lần trước Mai cũng hay nói với cả nhà, nhưng bây giờ Mai cũng chia sẻ lại một chút xíu cho cả nhà chúng ta thấy được này. Đây là một cái phác đồ thời điểm lão hóa, cả nhà thấy không ạ? Thời điểm lão hóa trên bộ phận cơ thể của chúng ta. Đó. Ví dụ như mọi người thấy ở đây, tại vì Mai ngược nên Mai không nhìn rõ được, ví dụ như mắt này, hay là tim, hay là gan gì đó, các bộ phận não thì sẽ lão hóa ở tuổi 40, 50, 60, 70. À, nhưng mà riêng đối với da là lão hóa từ tuổi 18. Cả nhà thấy chưa ạ? Đó, từ tuổi 18 là bắt đầu thấy lão hóa rồi. Đó, so với những cái nơi khác là 50, 60, 70 bắt đầu mới lão hóa. Thì tiếp thay da lại là cái nơi mà lão hóa sớm nhất. Do đó là em đặt câu hỏi 25 tuổi điều trị được chưa? Thậm chí 18 tuổi đã bắt đầu điều trị được rồi, bởi vì tiến trình lão hóa đã đến rồi. Nhưng mà mọi người sẽ nói chỗ 18 tuổi da cũng đẹp quá mà làm sao mà lão hóa. Thưa với cả nhà, mà có thể nôm na như vậy nè. Da của chúng ta cứ như là một cái tủ gỗ đi. Khi mà mối mọt nó mới ăn một chút thì chúng ta thấy cái tủ vẫn ngon lành, vẫn đàng hoàng. Nhưng mà khi ăn hết rồi rỗng, nó có tủ nó mới sụp. Thì da của chúng ta cũng vậy. Lúc mà collagen mới mất thì nhìn nó cũng vẫn bình thường, nhưng mà khi mất hết rồi nó mới sụp. Thì lúc đó chúng ta sụp, chúng ta phải nghĩ là chúng ta đã lão hóa, chúng ta mới đi chăm sóc. Thì thực ra giống như cái tủ vậy đó, mối mọt đã ăn hết rồi. Chúng ta trong lúc đó là chúng ta đang chữa bệnh chứ không phải là phòng bệnh. Còn nếu như ta phòng bệnh, người ta thường nói câu phòng bệnh không chữa bệnh ấy. Là phòng là nghĩa là giống như mối mọt mới ăn chút chăm liền, da chúng ta mới mất collagen một chút chúng ta chăm liền. Nhưng mà mỗi một lứa tuổi chúng ta sẽ có những cái phác đồ điều trị khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây có những cái phác đồ điều trị như chúng ta thấy là những cái phác đồ điều trị như là lão hóa vừa này, lão hóa nặng này. Đấy. Thì nó sẽ có những cái phác đồ điều trị khác nhau, vừa hoặc là mới bắt đầu thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công nghệ như sóng cao tần vân vân, hoặc là sóng siêu âm hội tụ. Nhưng mà khi lớn hơn một chút thì chúng ta có thể sử dụng hoặc là radio frequency, còn lớn hơn một chút thì chúng ta có thể sử dụng những công nghệ như là ultrasound, hoặc là chúng ta nếu chúng ta muốn cái gương mặt chúng ta thon gọn thì chúng ta có thể sử dụng ultrasound ngay từ lúc chúng ta 18. Thế thì Mai chia sẻ như vậy để mọi người có thể hiểu được rằng là chúng ta sẽ tích cực hơn trong vấn đề chăm sóc. Mai cũng hay chia sẻ với bạn bè chị Mai rằng là Mai cũng có dịp đi nước ngoài rất là nhiều. Mình thấy như người Hàn Quốc đi, mình vô một cái trường nhà trẻ đi, thì mình thấy là các bé Hàn Quốc nó rất là dễ thương, nhưng mà đương nhiên là cái mặt nó sẽ bầu bĩnh, cái mắt nó sẽ nhỏ nhỏ. Nhưng mà chúng ta vô một cái trường mẫu giáo của trẻ con Việt Nam, mắt to tròn, mặt rất đẹp. Nhưng mà tại sao 20 năm sau thế người Hàn Quốc họ lại đẹp hơn mình? Vì cái da họ hay là cái mặt họ, vì họ thực ra họ chăm, họ có can thiệp. Còn trong lúc chúng ta thì cứ để tự nhiên, chúng ta lại không chăm sóc kỹ. Nhưng mà Mai nghĩ rằng cái lớp trẻ bây giờ thì chắc là sẽ khá hơn cái thế hệ trước đây của Mai, là không có biết nhiều, cái thời đó cũng không có công nghệ. Thực ra những công nghệ Mai vừa chia sẻ với cả nhà như là sóng cao tần, thema, ultrasound, sóng siêu âm hội tụ thì nó cũng mới có khoảng 5-10 năm nay thôi, chứ trước đây thì cũng không có cho chúng ta dùng. Mà nếu có đi nữa thì chắc là điều kiện kinh tế thời đó cũng không được như bây giờ để có thể ai cũng có thể để chăm sóc được. Lê Thuần đúng rồi. Thì nãy mọi người có hỏi về bệnh viện để phẫu thuật thì đúng rồi cả nhà. Nãy Mai có đưa cho cả nhà xem cái giấy phép của tiến sĩ bác sĩ tai là giấy phép của phẫu thuật thẩm mỹ. Đây Mai gửi lại một lần nữa cho cả nhà thấy. Thành ra là cả nhà cứ là an tâm. Đây, không phải là bác sĩ về bộ phận khác mà bác sĩ về phẫu thuật thẩm mỹ. Đây cả nhà xem đây. Đây là bác sĩ về phẫu thuật thẩm mỹ, phải không ạ? Từ bên Mai nhìn ngược, Mai không biết là Mai có thấy rõ không? Do Bộ Y tế cấp. Nên đương nhiên những vấn đề về phẫu thuật thẩm mỹ thì cả nhà cứ an tâm. Mà bác sĩ nước ngoài thì Mai cũng rất là tin tưởng, bởi vì Mai cũng qua bên chính nước ngoài. Tự nhiên nâng ngược đi, bác sĩ nâng ở bên kia có 19 phút nha cả nhà. Đương nhiên chuẩn bị thì Mai không nói, mà bắt đầu lúc đưa túi ngược vào có 19 phút thôi, Mai ngạc nhiên.
nhiên vô cùng. Mà cái điều đặc biệt nữa là thường ở Việt Nam sau khi nâng ngực xong là mọi người sẽ phải nghỉ dưỡng 1-2 ngày. Đây là vừa nâng xong tỉnh đi về luôn. Nó rất sao lạ vậy, sao làm cái phương pháp nào mà có thể giúp cho bệnh nhân không có bị gây mê lâu, không bị gây mê sâu mà lại có thể khỏe liền trong ngày thì phải nói cũng rất là thú vị, cũng rất là hay. Nhưng mà thực ra thì lịch trình của tiến sĩ bác sĩ ta rất là bận, đứng ngoài tiến sĩ bác sĩ cũng có rất là nhiều clinic do bác sĩ làm chủ, làm giám đốc y khoa nên bác sĩ cũng rất là bận rộn, và cái giá thành bên kia thì nó cũng tốt hơn nên thực ra bác cũng lâu mới mời được về để có thể chăm sóc cho khách hàng Việt Nam của chúng ta. Và lý thuyết của bác là bác học có 15 năm lận. Đây là một cái CV của bác. Bên Mai có đưa ra. Đây, đây là một cái CV của tiến sĩ bác sĩ ta. Thì trong cái CV này bác là học 15 năm và tốt nghiệp loại giỏi. Đồng thời là bác sĩ đang là bác sĩ đào tạo cho tất cả các bác sĩ khác của nhiều hãng. Đồng thời là bác sĩ là cũng là giảng dạy tại trường đại học, một trường đại học này là được giải thưởng Nobel, rất là ít khi có trường đại học y khoa trên thế giới được giải thưởng Nobel như vậy nhỉ. Rồi đồng thời bác sĩ cũng là giáo viên thỉnh giảng cho các tổ chức y khoa, các tổ chức phẫu thuật thẩm mỹ của UCAP uy tín trên thế giới tại châu Âu cũng như là châu Á. Rồi bác sĩ cũng là người trực tiếp điều trị cho khách hàng với 25 năm kinh nghiệm, 15 năm học vấn, 25 năm kinh nghiệm, cho nên là DB cũng luôn luôn là thì cố gắng tìm những bậc thầy giỏi về để chăm sóc cho khách hàng của mình. Và nãy giờ chị live stream bao lâu rồi em? 40 phút rồi phải không? Chắc cả nhà cũng mệt rồi. Mai cũng Mai thấy chị đi có nhiều câu hỏi nhưng mà Mai xin phép là bên Mai sẽ có thể inbox lại cho cả nhà nhé. Còn cảm ơn cả nhà, có nhiều người điều trị tại công nghệ bên BB thì rất là hài lòng. Và có những bạn đặt câu hỏi là muốn tham dự ngày hội sắc đẹp thì Mai cũng xin phép được trả lời chung luôn cho cả nhà là nếu như chúng ta tham dự thì chúng ta sẽ được gì. Thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái phần quà như là rất là hữu ích như là kem chống nắng điều trị tại để chúng ta có thể chăm sóc da với cái ánh nắng mặt trời rất là gay gắt. Và điều đặc biệt là nhân dịp 20 năm thành lập BB. BB được thành lập từ năm 1998 đến bây giờ năm 2018, nghĩa là tròn 20 năm. Vì cảm ơn khách hàng cũng đã ủng hộ BB để BB có thể tồn tại suốt 20 năm qua và cũng phát triển. Do đó là BB sẽ gửi tặng cho khách hàng chai kem Pore Skin giúp chúng ta giữ sáng da, rồi chống nắng. Rồi khi mà đến tham dự hội thảo chúng ta sẽ được soi cái kim loại nặng cũng như là những độc tố trong cơ thể của chúng ta, cho chúng ta hít phải những ô nhiễm môi trường, rồi khói bụi, rồi chúng ta ăn uống những cái thực phẩm mà nó có những cái hóa học của chúng ta có tích tụ trong cơ thể chúng ta, những kim loại nặng hay là những độc tố thì chúng ta cũng biết được chúng ta trong cơ thể chúng ta có những vấn đề nghiêm trọng hay có những vấn đề gì. Rồi ngoài ra là cái vitamin hay khoáng chất chúng ta dư thừa hay thiếu hụt để chúng ta có thể cân bằng trong vấn đề ăn uống của chúng ta. Đó là chúng ta, ngoài ra chúng ta sẽ được gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Tài nhưng mà chia sẻ hồi nãy, và tiến sĩ bác sĩ Nhật để tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề làm sao để giữ được sức khỏe cũng như là vẻ đẹp của chúng ta vào ngày 25 tháng 11 vào lúc 10 giờ sáng tại 158A Võ Thị Sáu, quận 3. Mai xin hẹn tất cả nhà sẽ gặp gỡ với các tiến sĩ bác sĩ và Mai tại ngày đó nhé. Không biết là cả nhà có đặt câu hỏi gì nữa không ạ? Mai thấy cũng còn nhiều, và Mai thôi xin, Mai sợ là mọi người cũng đã mệt rồi, cũng chuẩn bị quay trở lại làm việc buổi chiều rồi, thành ra thôi thì Mai xin phép được chia sẻ tiếp tục với cả nhà vào những buổi livestream sau. Và thực ra những cái thông tin Mai chia sẻ cũng thú vị phải không ạ? Phân biệt máy thật, máy giả, bằng cấp, rồi đầu tiếp như thế nào thì cả nhà thương, nãy giờ Mai nói nhiều quá, mệt quá. Like, share dùm Mai nha, để cho chúng ta đều biết được những cái thông tin hữu ích như vậy. Dù cho làm ở đâu cũng được, nhưng ít nhất chúng ta trước khi chúng ta làm thì chúng ta cũng biết phân biệt tiếp giả thật để chúng ta tránh được tiền mất tật mang, để chúng ta có một sức khỏe tốt, có một vẻ đẹp tốt, rạng ngời và chúng ta luôn hạnh phúc. Chúc cả nhà một ngày an lành, một ngày tươi vui, gặp nhiều may mắn. Hẹn cả nhà vào những buổi livestream lần sau. Và một lần nữa cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào hội thảo ngày 25 tháng
11 lúc 10 giờ sáng nhé. Xin chào.